Hello, xin chào tất cả anh em. Mình là Thắng đến từ công ty HCE. Thì hôm nay mình xin mang đến cho anh em một cái sản phẩm hoàn toàn mới. Đó chính là cái cây cần siết lực cách điện của HZ. Đấy, thì một lát nữa mình sẽ mở hộp cho anh em cùng chiêm ngưỡng. Thì cái HZ là một cái thương hiệu đến từ Đức, được công ty HCE nhập khẩu và phân phối ở thị trường Việt Nam. Nếu mà anh em nào quan tâm đến cái sản phẩm này thì mình có thể truy cập vào cái trang web là hz.de. Một lát mình xin hiển thị trên màn hình cho anh em dễ theo dõi. Ok, rồi sau đây mình xin mở và xem cho anh em xem chi tiết cái sản phẩm này. Thì dưới đây là cái nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Thì bình thường mình đoán là các anh em thấy được rất là nhiều các cái loại cần siết lực. Nhưng theo mình thì cái cây cần siết lực cách điện này thì các anh em sẽ rất là ít các anh em mà có cái cơ hội được trải nghiệm. Thì mình cũng là một trong những cái người mà may mắn được trải nghiệm cái bộ sản phẩm này để giới thiệu đến các anh em. Thế đầu tiên thì chúng ta luôn có một cái tờ hướng dẫn sử dụng ở đây. Ở đây là các cái hướng dẫn mà nhà sản xuất khuyên chúng ta nên hoặc là không nên làm. Đây, Made in Germany, hiệu hay Z, mã sản phẩm. Ok. Để tiếp theo là một cái tờ chứng nhận chất lượng. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật chính của chúng ta. Trên vật chính của chúng ta thì có một cái tông màu chủ đạo là màu đỏ. Đây cũng chính là cái tông màu mà có các cái vật dụng dụng cụ cách điện. Chúng ta có một cái phần tay cầm ở đây bằng cao su chống trơn trượt cho anh em. Phần đây thì bằng màu đỏ chứ sẽ bằng nhựa. Ở đây chúng ta có cái các thông số như là logo nhà sản xuất, lực từ 2 đến 10 Nm, mã sản phẩm, xuất xứ. Còn ở đây thì có cái thông số chính của chúng ta như là cách điện 1000V, vượt qua các cái tiêu chuẩn GSVDE vân vân. Thì cái cây cần siết lực này nó chính là cái cây như chúng ta sử dụng, như cái cây mà các anh em hay sử dụng thôi. Ở trên này thì nó cũng có cái phần bấm này để cho anh em dễ thao tác lắp những cái khẩu tiếp vô. Hoặc ở đây thì tất cả đều là hoàn toàn cách điện nha anh em. Chúng ta có thể cầm và xoay, xoay ở vặn luôn. Ở đây thì khi mà điều chỉnh lực, các anh em chỉ cần hai tay, một tay kéo lên, một tay kéo xuống, và anh em điều chỉnh ở đây thôi. Thì ở đây đang là 2, thì mình sẽ điều chỉnh đây. Thì cái phần này thì các anh em nào mà hay sử dụng cái cây cần siết lực thì đã rất là quen thuộc rồi. Ok, thì đây là cái cây cần siết lực 3/80 nha anh em. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm qua cái sản phẩm, đó chính là cây cần siết lực cách điện 3/80 của HZ. Thì theo mình đánh giá cái sản phẩm này nó có một cái thiết kế rất là nhỏ gọn. Về cái cảm giác cầm nắm cũng rất chắc chắn, thao tác rất là nhanh. Theo mình thì cái sản phẩm này rất là phù hợp các anh em là thợ điện chuyên nghiệp, chuyên phải làm việc ở trên những cái trạm điện lớn, cần đòi hỏi mà chúng ta siết những cái con bù lông cho nó chuẩn lực. Vậy thì sản phẩm này đang có mặt ở công ty HCE. Nếu mà anh em nào mà có nhu cầu thì có thể đến công ty HCE để chúng ta trải nghiệm cái sản phẩm này, hoặc là có thể liên hệ với số hotline của công ty để có các bạn sale tư vấn và báo giá cho các anh em. Cuối cùng thì mình xin chúc các anh em có một cái tuần làm việc thật hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại ở các clip lần sau.